sâu hơi dài. Vâng, xin cảm ơn các nghệ sĩ. Vậy là trên sân khấu hôm nay chúng ta đã có đến 3 thế hệ. Từ ông, đúng không ạ, từ chiến sĩ Điện Biên, từ Bác Trọng, đến các bác là các đoàn nghệ thuật văn công từ thời kháng chiến chống Mỹ, và các cháu thiếu nhi của thủ đô Hà Nội ngày hôm nay. Chúng ta đã 70 năm hát bài hát này và vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc. Xin cảm ơn tất cả mọi người.